Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vừa đánh trống vừa la làng, ông Chính phải chịu trách nhiệm. Đến thời điểm hiện nay rất khó để nói rằng Thủ tướng Chính phủ ông Phạm Minh Chính vô can trong vấn đề kit xét nghiệm dởm của Việt Á nói riêng và hàng loạt tội ác gây nên cái chết đau đớn cho gần 3 vạn người dân Việt Nam vào hồi giữa năm 2021 nói chung. Và càng khó nói hơn khi chính ông Phạm Minh Chính vừa diễn kịch lại là đạo diễn, thậm chí vừa biên kịch cho vở kịch chống dịch của ông, mà càng chống thì lại càng chết với chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi. Ông lại vừa làm khán giả vỗ tay cứ như là rất vô tư xem kịch của người khác vậy. Từ Sài Gòn, có bạn đọc đã bình luận rằng vừa đánh trống vừa la làng, chính phủ phải chịu trách nhiệm. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN Hoa Kỳ. Có lẽ khó ai quên được ngổn ngang hình ảnh giữa lúc thành phố Sài Gòn và các thành phố lớn chống dịch, giãn cách, giới nghiêm, phong tỏa. Từ người già leo lắt, thở bên bình oxy dưới một con hẻm chết chóc nào đó giữa lòng Sài Gòn, cho đến người đàn ông bò chui qua dây thép gai để lấy cho được bó rau mang về cho gia đình. Cảnh những đứa bé và người lớn chen chúc nhau để nhận rau xanh, củ quả. Cảnh người mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình với cái đói và bệnh tật, dịch dã. Có vô vàn hình ảnh đau thương đến tột cùng. Cảnh một đứa bé cầm viên phấn vẽ xuống nền xi măng hình ảnh mẹ của bé đang choàng tay ôm con mình, rồi bé vào sòng xà lòng mẹ để ngủ. Không biết người mẹ vô tri bằng phấn vẽ được thấu được nỗi lòng của bé hay không, nhưng người mục kích thì nước mắt lã chã trước sự đời. Cảnh những đứa bé mồ côi xúm xít quanh bát nhang trong căn nhà nhỏ giữa thành phố Sài Gòn rộng lớn, không biết tương lai của chúng rồi sẽ ra sao. Cảnh những shipper chở các hũ cho cốt đi giao ở khu phố như đang đi giao một thú đồ vật gì đó, chứ chẳng phải là hài cốt của con người. Đó là hình ảnh còn đọng lại giữa muôn vàn hình ảnh của Sài Gòn oằn mình đau đớn, rồi hình ảnh người ta tới khóa ngang cổng nhà, cả một thôn bị khóa cổng, nội bất xuất ngoại bất nhập ở Nghệ An. Nghe hình ảnh cả một nhóm đông lực lượng dân phòng, công an vũ trang xông vào đập vỡ toang cánh cửa gỗ của một gia đình ở Nghệ An để bắt người phụ nữ trong gia đình này đi cách ly tập trung. Đây là hình ảnh xếp hàng xét nghiệm nhanh COVID-19. Cũng với phụ nữ, tại một khu chung cư ở Bình Dương, chủ tịch phường và một đám sai nhà đã xông vào phá cửa, bẻ quạt tay một người phụ nữ chủ nhà, dắt ra sân chung cư và lại đè đầu để chọc mũi tìm F0. Hình ảnh con người trở nên nhỏ nhoi, đau đớn tận cùng là vậy, và bị đẩy xuống hàng con ong, con kiến. Thậm chí bị đối xử còn tệ hơn cả súc vật, hình ảnh thật, từ người thật, việc thật ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam này, trong cái thế kỷ này. Có thể nói rằng các trại cách ly tập trung ở thành phố lớn với mật độ chật chội, ngột ngạt chính là những khu nhà giết người tập trung trong đợt đại dịch vừa qua. Đó chính là sai lầm của chính phủ mà người đứng đầu là ông Phạm Minh Chính. Hình ảnh người chết nằm sắp lớp chuẩn bị để đưa đi thiêu, hình ảnh xe cứu thương nối dài chở xác vào lò thiêu. Mọi thứ kẹt cứng và không thể hoạt động, các lò thiêu nâng giá, những đội tình nguyện trợ giúp người chết là có thật. Và có cả những người già xông vào hoạt động. Mọi thứ cứ như sau chiến tranh mà còn ghê gớm hơn cả sau chiến tranh. Chỉ thị 16 của chính phủ, của thủ tướng, phân vùng xanh đỏ, vùng vàng và thiết chặt quân sự, thiết chặt giới nghiêm, thiết chặt phong tỏa, ai ở đâu ở yên đấy. Mỗi xóm làng là một pháo đài, mỗi gia đình là một pháo đài để chống chọi dịch F0 là như vậy. Đây là hình ảnh người dân tìm cách trốn khỏi nơi phong tỏa COVID-19 tại Hà Nội. Song hành với các chỉ thị quái ác, kỳ cục và có gì đó không phải dành cho người, bóng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hàng loạt kit xét nghiệm dởm được sử dụng. Người dân bị chọc mũi đồng loạt, bị lùa ra khỏi các khoảng sân chung cư, các nơi công cộng để thét. Lạ chỗ, cấm người dân đi lại, cấm cả đi mua thức ăn, thậm chí đi mua ổ bánh mì cũng bị phạt vì thực phẩm không thiết yếu, mà lại lùa cả một xóm ra chen chúc để xét nghiệm đến như vậy. Lạ nữa, chọc mũi là chính sách của Bộ Y tế và của Thủ tướng Chính phủ, bóng Bộ trưởng Bộ Y tế vừa bị bắt giữ.
Và tiếp theo, những vụ chọc mũi hàng loạt là chính sách bắt buộc người lao động vốn dĩ đã cạn kiệt, đói khổ vì dịch bệnh, tốn thêm một khoản tiền xét nghiệm để có giấy thông hành sang thành phố khác, tỉnh khác mà đi làm thuê mà kiếm cái ăn. Cả nước nhốn nháo, người chạy khỏi thành phố như vỡ bờ. Và dù sự việc diễn ra đến tình trạng lây lan không thể quản lý được, nó vẫn cứ tiếp tục làm theo lệnh của ông Thủ tướng và những người bên dưới của ông ta. Mặc dù có nhiều người chết vì sốc phản vệ do vaccine gây ra, nhưng tiếp tục tiêm nó vẫn được thực hiện và có người đã tiêm đến mũi thứ tư, thứ năm. Đây là hình ảnh dòng người xếp hàng chờ tiêm vaccine ở thành phố Hồ Chí Minh. Chớ trêu là cho dù tiêm vaccine xong, người ta vẫn cứ bị nhiễm, và cách lập luận là bị nhiễm sau khi tiêm vaccine sẽ ít nguy hiểm hơn bị nhiễm mà không tiêm, hay nói cách khác là bị nhiễm mà không tiêm có thể chết người. Cuối cùng thì công cuộc chống dịch giai đoạn 2021 cũng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng với bộ sậu của ông ta gồm Bộ trưởng Bộ Y tế và hàng loạt quan chức tai to mặt lớn khác hình như chỉ là trò chơi của quyền lực. Ở đây cụ thể là quyền lực của kẻ có thể ra lệnh trên sinh mạng của dân tộc. Khi họ bắt người dân phải thét thì phải thét, chạy đi đâu cho thoát. Bắt phải tiêm thì sẽ phải tiêm, có chết cũng phải tiêm. Hình như chẳng còn lựa chọn nào khác cho hệ thống Đảng Cộng sản độc tài này, hoặc là phanh phui đến tận gốc sự việc có liên quan tới gần 3 vạn nhân mạng con người dân Việt Nam để trả lại sự thật về với chính nó. Hoặc là chấp nhận đi qua loa chiếu lệ xem như cây củi. Nguyễn Thành Long và Chu Ngọc Anh là củi gộc của rừng, và mọi chuyện vẫn chưa dừng ở tại đây. Người ta vẫn đi truy tìm chùm cuối của vụ việc. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông trùm ở xó nào, bong ke nào đã giúp Vũ Đức Đam vô hiệu hóa đòn hiểm của ông Nguyễn Phú Trọng. Cho đến nay, Phan Quốc Việt đã kéo hàng loạt các quan chức CDC các tỉnh vào khám, kéo theo Bộ trưởng Bộ Y tế vào chung, rồi kéo cả Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào cùng chỗ. Xem ra cái móc câu của Phan Quốc Việt rất mạnh. Móc câu này quẳng vào ai thì người đó hết thoát. Tuy nhiên cho đến nay, móc câu dường như quên một nhân vật cực kỳ quan trọng, đó chính là ông Vũ Đức Đam. Ai có quyền lớn như vậy về chuyện chống dịch? Không ai khác, chính là ông Vũ Đức Đam. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng, ông được phân công làm trưởng ban chỉ đạo phòng dịch quốc gia từ cuối năm 2019. Ông Đam khi đó còn chỉ đạo cả Bộ Y tế lẫn Giáo dục sau khi bà Kim Tiến và ông Xuân Nhạ về hưu. Đây là hình ảnh Phan Quốc Việt, kẻ đã kéo hàng loạt quan chức lớn sổ khám. Vậy thì sai phạm của Nguyễn Thanh Long không thể không có trách nhiệm của ông Vũ Đức Đam. Vai trò của ông Đam là trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia kia mà. Quyền lực phải đi đôi với trách nhiệm chứ. Công ty Việt Á không phải là công ty lớn thì không thể nào dễ dàng bắt tay được với CDC của các tỉnh. Khó mà liên kết với Học viện Quân y, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ để làm kit xét nghiệm. Sự kết nối của Việt Á phải có sự tác động của các quyền lực ngầm ở bên trong. Ông Vũ Đức Đam không thể nằm ngoài sự nghi vấn này được. Vụ Việt Á nếu không có sự cấu kết của cả ông Vũ Đức Đam, ông Phạm Minh Chính thì khó mà sai khiến được hàng loạt CDC các tỉnh phải nghe lời răm rắp Việt Á được. Việt Á chỉ là một doanh nghiệp, họ không có đủ quyền lực để sai khiến mọi CDC các tỉnh thành. Theo nhận định của một số người trong ngành y tế, người đầu tiên chịu trách nhiệm trong vụ mua kit xét nghiệm của Việt Á với giá cao ở cả 62 tỉnh phải là Bộ trưởng Bộ Y tế. Người thứ hai là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chịu trách nhiệm mảng văn hóa, xã hội và y tế. Ông Vũ Đức Đam có thời làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền còn to hơn cả Bộ trưởng Bộ Y tế. Thực chất thì ông Vũ Đức Đam là người quyết định về ngành y tế, vì trong cơ cấu quyền lực ở Việt Nam, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Bộ Y tế là người quyết định hết. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam không thể không liên quan gì đến Việt Á. Vai trò của Vũ Đức Đam trong vấn đề này là rất lớn. Vậy mà ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh sổ khám, còn Vũ Đức Đam thì vẫn bình chân như vậy. Đấy là điều rất khó hiểu mà người dân Việt Nam cần ông Nguyễn Phú Trọng có câu trả lời giải thích thỏa đáng. Một số người thạo tin thì cho rằng ông Vũ Đức Đam đang có một bong ke,
một nơi ẩn nấp rất an toàn nên đã miễn nhiễm với những đòn trừng phạt của ông Trọng. Nếu nhìn hiện tượng thì đây cũng là một lời giải thích hợp lý. Tuy nhiên, bong ke của ông Vũ Đức Đam đang ở đâu thì đấy là câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra trong trường hợp này. Ông Vũ Đức Đam là phụ tá cho ông Phạm Minh Chính. Với thế và lực của ông Chính hiện nay là đủ để che chắn cho bất kỳ ai bị ông Trọng tấn công. Ông Chính có thể không che hết mọi người, nhưng đủ che cho một số người. Chính vì lẽ đó mà ông Vũ Đức Đam vẫn còn đang nằm trong vùng an toàn, mặc dù sai phạm đã sờ sờ ra đó. Và ông chẳng ai đụng đến được. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính thành trì vững chắc chống lại sức tấn công của Nguyễn Phú Trọng. Có những cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng tóm được, nhưng cũng có những cá nhân ông Trọng không thể tóm nổi. Người nào mang nhiều bí mật của chùm cuối thì người đó sẽ được chùm cuối bảo vệ, không khoan nhượng. Có người thì cho rằng ông Vũ Đức Đam là người không ai ưa, nhưng Vũ Đức Đam luôn biết cách nắm trong tay những bí mật muốn che đậy của chùm cuối, nên được chùm cuối che chở. Trong vụ đại án Việt Á đang phân tần rõ rệt, kẻ có thể bị bắt thì ông Trọng cho bắt hết, kẻ không bị bắt thì dường như ông Trọng cũng không dám đụng đến. Vũ Đức Đam thế và lực không mạnh, nhưng ông ta có đủ chiêu để tồn tại giữa bầy thú dữ. Đó là cái mà Vũ Đức Đam có, người khác thì lại không hề có.